Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ký quyết định thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc cho ban chỉ đạo thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất khu sân bay Phú Quốc cũ. Trong đó, trưởng ban chỉ đạo là ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, Phó ban thường trực là ông Phùng Quốc Bình, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Kiên Giang. Theo quyết định, nhiệm vụ của ban chỉ đạo là thành lập hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tại khu sân bay Phú Quốc cũ trong trường hợp đặc biệt theo quy định, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang xem xét trình ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban thường vụ tỉnh ủy cho ý kiến về chủ trương bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu sân bay Phú Quốc cũ, chỉ đạo xây dựng phương án đấu giá và giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực này. Cuối năm 2012, khi sân bay quốc tế Phú Quốc, xã Dương Tơ được đưa vào hoạt động, thì sân bay Phú Quốc cũ, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc không được khai thác nữa. Cũng từ đó, khu vực này trở thành nơi cho người dân tập thể dục và gần đây còn được một số hãng xe dùng làm đường tắt.